Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hey guys, xin chào mọi người. Hôm nay mình ra ngoài ruộng để làm ruộng cùng chị Panda nè mấy bạn ơi. Tại nghề chị Panda quá, lúc nào cũng làm ruộng mình hết trơn á. Bởi vậy bữa nay mình sẽ quyết định phụ chị Panda thu hoạch cánh đồng lúa nè. Thôi ơi, chị quyết định hôm nay là chị không có làm nha. Ủa vậy kỳ à, bình thường chị ham làm lắm mà. Ngày nào cũng làm ruộng thế này như bị khùng vậy đó. Thật ra tôi có làm ruộng, tôi đi lấy đầu cho bò ăn thôi, ăn đi bò đó để chúng ta. Trời ơi, hết làm ruộng rồi cho bò ăn nè. Bạn ơi. Xong rồi con phải cho ăn đi. Thời nay ai nuôi bò nó mèo. Từ ngày hôm qua tôi kể cho mày nghe một cái câu chuyện nè. Ngày hôm qua tôi đang nằm ngủ ở dưới đất vậy đó mèo. Tôi đang về tôi mệt mỏi quá, tôi nằm xuống tôi ngủ cái bát. Rồi đó, sao đó? Và mày biết tôi thấy gì không? Thấy gì? Tôi thấy vua Kỳ Lân bảy màu cầu vồng nó đến nói chuyện với tôi mèo. Vua Kỳ Lân hả? Nó nói ngôn ngữ của Kỳ Lân, nó nói với tôi là vậy nè. Nè nè, tao dài đó qua đánh bò nhiều quá nè, tao từng ngủ nằm mơ thấy vậy á. Ép không với bò nè chị Panda, còn bò vậy đó đó. Giờ này ông đã bao nhiêu tuổi rồi mà ông còn mơ về thế giới Kỳ Lân? Trời ơi, tôi nói thiệt, cái mèo nó nói với tôi đã. Ta là Kỳ Lân chúa tể đây, ngươi hãy đến với thế giới Kỳ Lân của ta để được cưỡi Kỳ Lân. Mà nó còn kể cho tôi nghe là hình như là thế giới Kỳ Lân của nó đang bị xâm chiếm á mèo. Nó cần tôi qua giúp thế giới Kỳ Lân của nó đó. À là ông nằm mơ thấy thế giới Kỳ Lân bị xâm chiếm rồi Kỳ Lân chúa nhờ ông đi giúp nó hả? Đúng rồi, nó nói tôi là mấy người heo với địa ngục á mèo. Bay lên giả nó bạch 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 đuổi nó xuống khỏi ngai vàng của nó. Và nó phải phát nổ để giành lại ngai vàng, mà cuối cùng là nó bị tan biến luôn. Nó kêu mình á là giúp nó tái tạo lại một con Kỳ Lân bảy màu khác. Cái đó là nó ngu nó chịu, chứ ai kêu nó dồn hết sức lực vô cứu chó chị không chừa lại miếng. Dạ mẹ không biết mẹ có đi theo tôi không? Trời nó chơi lúc cán vậy rồi chi là kêu mình đi cứu, mà ông cũng rảnh lắm, công chuyện làm ăn ở nhà làm không hết, đi lo chuyện bao đồng bao dây hòa bình cho thế giới hả trời. Thôi tôi nói nhẹo mèo nữa, tôi đi đây. Ơi mấy bạn ơi, ông Phút mấy bạn bị lậm phim hoạt hình rồi, làm gì trên đời để có thế giới Kỳ Lân nhưng Phút nói chị Panda. Kỳ Lân chị mới nói hoạt hình chỉ trong tưởng tượng của mấy trẻ em nhỏ thôi. Ủa đi thiệt đó hả? Thế giới Kỳ Lân Phút bảy màu tới đây. Ông Phút bị gì thôi, đi theo đi chị Panda thôi, ngồi đâu đi theo luôn hả? Ở đó không lạc rồi sao? Chào mừng các bạn đã đến với Vương quốc Kỳ Lân. Vương quốc Kỳ Lân của chúng tôi được hình thành và cai trị bởi nữ hoàng Kỳ Lân bảy màu vô cùng xinh đẹp. Nhờ có nữ hoàng Kỳ Lân bảy màu mà các Kỳ Lân ở Vương quốc của chúng tôi sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đến một hôm bỗng nhiên bọn người heo ở địa ngục xuất hiện và bọn chúng muốn tấn công Vương quốc Kỳ Lân của chúng tôi. Nữ hoàng Kỳ Lân vì muốn bảo vệ Vương quốc của mình, người đã sử dụng toàn bộ sức mạnh để đuổi bọn zombie người heo về địa ngục, nhưng cuối cùng người đã thất bại và đã biến mất không còn tung tích. Xin hãy giúp Vương quốc của chúng tôi thoát khỏi bọn người heo địa ngục và hãy tìm lại nữ hoàng Kỳ Lân giúp chúng tôi. Wow mấy bạn ơi, thì ra thế giới Kỳ Lân là có thật. Từ đó tới giờ mình tưởng thế giới Kỳ Lân nó chỉ ở trong truyện cổ tích với phim hoạt hình thôi. Trời ơi, mình không biết thế giới Kỳ Lân có thiệt luôn á. Có thiệt mà mèo. Vua nấm hay gì nè. Wow, có cái dương miệng trên đầu luôn. Đây là vua nấm á, là do Kỳ Lân màu hồng nó cho đó mèo. Mấy bạn ơi, mình cực kỳ thích thế giới Kỳ Lân, cực kỳ thích mấy con Kỳ Lân luôn. Hồi nhỏ mình cứ nghĩ là chỉ có trong tưởng tượng của mình thôi chứ ai ngờ đâu bây giờ nó có thiệt nè mọi người ơi, đã quá à. Mình được sống trong thế giới Kỳ Lân vui quá chừng luôn. Những bạn nào mà thích Kỳ Lân giống mèo á thì các bạn đừng quên hãy like, subscribe cho mèo với cả tim của mèo, đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mèo nha, cho mèo có chi phí mua đồ ăn cho hai con mèo hái tử với hoàng tử nữa mấy bạn. Ôi nhưng mà thế giới Kỳ Lân này của chúng ta bị mấy con người heo địa ngục nó xâm chiếm rồi, mình phải giúp thế giới Kỳ Lân này trở về cái hình dạng ban đầu của nó thôi. Ủa thế đây đang làm gì con Kỳ Lân? Ủa, tôi mới cởi con Kỳ Lân thả tim cho tôi luôn. Tôi yêu ông rồi kìa. Ok tôi sẽ cởi nó mèo ơi. Kỳ Lân dễ thương quá, có cái yên không? Dục yên lên. Không có yên mèo ơi, tôi còn dây à. Ơi hình như là từ hồi mà công chúa Kỳ Lân biến mất là mấy con Kỳ Lân nó mất cái cánh luôn rồi. Mình phải tìm ra mấy con Kỳ Lân này để mình cho nó có cánh mấy bạn ơi. Không phải đâu mèo, đi theo tôi nè, muốn Kỳ Lân có cánh là phải theo tôi, theo tôi. Đi theo ông hả? Wow, cái làng này cái làng nấm này dễ thương quá chừng luôn, nấm đèn bay vòng vòng nữa. Đúng rồi. Ôi, người nấm ở khắp mọi nơi, không biết người nấm bán gì vậy ta. Ấy bán hạt giống rồi lấy táo vàng nè mọi người. À táo vàng chắc là cho Kỳ Lân ăn đó mấy bạn ơi. Đây là cái chợ nè. Ra chợ coi nè chị Panda ơi. Vậy thì mình phải tìm hạt giống hả? Quá trời ảnh của Kỳ Lân được gắn ở đây luôn nè. Kỳ Lân màu vàng cộng với Kỳ Lân đỏ ra con Kỳ Lân lửa nè. À mình phải đi tìm mấy con Kỳ Lân này để cho tụi nó giao phối với nhau để ra mấy con Kỳ Lân có cánh chứ mấy con Kỳ Lân phải không đó. Đúng rồi chị Panda. Kỳ Lân thường nó không có cánh chị Panda. Màu vàng màu vậy là hai con nó mới ra một con đúng không? Ôi Kỳ Lân mặt trời rồi, nhiều con Kỳ Lân lắm luôn á. Coi coi vậy coi con xanh lè này với con nào? Vậy con xanh trước nè. Nữ hoàng Kỳ Lân ở đâu ta? Ui cái con này đẹp quá chừng. Nữ hoàng Kỳ Lân là một bí mật mèo ơi, mình phải tự động nghiên cứu ra cách để chế tạo ra nữ hoàng Kỳ Lân. Mình tìm nữ hoàng Kỳ Lân hả? Đúng rồi, Kỳ Lân bảy màu có cầu vồng. Tới khi nào mà mình tìm được con nữ hoàng Kỳ Lân bảy màu thì cái thế giới Kỳ Lân này mới được trở về yên bình đúng không? Đúng rồi, nếu mà mèo tìm ra được Kỳ Lân bảy màu á là con Kỳ Lân bảy màu của mèo sẽ trở thành vua á mèo. Đúng rồi, mình sẽ trả lại sự yên bình cho thế giới Kỳ Lân, không để mấy con người heo vô đây xâm chiếm nữa, thả mấy con Kỳ Lân. Bên đây có yên nè. Có yên nè hết. Tao yên hạt giống nè. Mình lấy hạt giống thì mình đi mua táo vàng cho mấy con Kỳ Lân ăn chị Panda. Lấy hạt giống hết luôn mấy bạn ơi, lấy cái yên. Ôi lấy nhiều yên đi. Đến hồi á mình sẽ cưỡi thì bao nhiêu Kỳ Lân. Rồi con này chịu cưỡi không? Hình như nó không chịu yên hay gì á. Con này không có cánh. Ê, để bỏ yên cho nó ăn. Cưỡi được kìa. Cưỡi được nè chị Panda ơi. Không có hả? Nhưng mà không bay được. Không bay tại vì con này đâu có cánh nào. Đấy, cái còng tự cột còng dây lên đầu nó luôn rồi, nó tự cột còng dây vô người nó luôn á. Con kỳ lân tự móc còng dây vô người luôn hả? Ôi tội nghiệp quá hả? Nè đi nó dướng theo còng dây rồi mọi người, xúc còng dây ra chưa? Téo quá chặt lắm, ở vậy như con lãi ghê quá. Làm tưởng tượng nhiều cái ghê quá đi thật là đáng sợ. Chị Panda thích lãi lắm. Bây giờ chúng ta phải đi tìm thêm những con kỳ lân khác về nhau thôi. Chị Panda ơi. Mọi người lỡ đây bảng này đăng bản đồ này mình coi này mọi người, mình có con xanh blue rồi mình kiếm con green là con xanh lá nữa. Nó sẽ là kết hợp ra kỳ lân thiên nhiên. Kỳ lân thiên nhiên hả? Kỳ lân biển trời ơi. Đẹp quá à. Kỳ lân thôi kiếm con màu đỏ. Kiếm màu đỏ hả? Mèo con tôi muốn kỳ lân này nè mèo. Tôi muốn con kỳ lân lửa. Kỳ lân lửa nè. Tôi muốn kỳ lân mặt trời hơn, màu vàng với màu trắng. Bây giờ mình phải đi tìm kỳ lân. Hình như là mình chia nhau không? Có ai tìm ra kỳ lân đẹp nhất đúng không? Đúng rồi. Cái con kỳ lân màu tím nè, Ender hả? Là con màu xanh với con màu đỏ. Ok, mình có con màu xanh này, tôi đặt cọc con màu xanh này nha mọi người. Rồi, tôi sẽ tìm con màu vàng con màu trắng. Ok, chia nhau ra nha. Rồi, con màu xanh này hai người chị mượn cái thài cũng được vậy, chị kiếm con màu đỏ. Rồi, bây giờ mình đi tìm con nào đó bạn, con màu đỏ. Ok, mình sẽ đi tìm con kỳ lân màu đỏ để mình làm ra con kỳ lân Ender mấy bạn ơi. Kỳ lân nó đi hướng nào vậy? Em không biết nữa, em đang đi theo một cái hướng đường mòn. Mình sẽ đi ra ngoài đây mình tìm con kỳ lân màu đỏ này. Chết cha hốt ra cho tôi cầm dây dẫn hốt, tôi không có dây dẫn hốt ơi. Ôi tôi tìm thấy hai con kỳ lân nè. Đâu? Ủa nó dậy hay vậy? Kỳ lân đỏ. Yeah, em tìm được kỳ lân đỏ rồi. Kỳ lân của tôi chưa. Rồi tôi móc dây, nhưng mà tôi ngồi lên. Không, đi xuống. Mẹ móc dây nhưng mà tôi ngồi lên. Thôi không biết. Kỳ lân chạy đi kỳ lân. Chạy đi kỳ lân. Tôi móc dây rồi. Con kỳ lân này nó hạ tim với tôi. Ông leo xuống không? Ông leo xuống không? Nó sẽ hạ tim với tôi, đi ra. Rồi cho mèo luôn. Cho tôi con này đi. Thả tim với chị đi cưng. Con này sao mà khó khăn thả tim quá vậy? Con kỳ lân màu đỏ của em mà chị Panda ơi, chị đi kiếm. Rồi cái này giờ chị đói rồi, chị phải đi bắt cá trước. Chị không cần kỳ lân nữa hả? Không đấu xịt lạc quốc đi đi cái nổi đâu. Bây giờ mày không cho tao cưỡi thì mày phải đi theo tao về. Tao sẽ cho mày làm vợ với con kỳ lân màu xanh của tao để mày đẻ ra con kỳ lân Enderman cho tao. Biết con màu xanh của cưng là đàn ông. Kệ đó chị Panda, tại vì em không biết con nào. Trong Minecraft động vật không phân biệt giới tính. Biết sao mà em dẫn nó về. Ôi tôi tìm được hai con đỏ luôn. Chị Panda hai con đỏ kìa, lỡ chỗ quốc kìa chị Panda. Dẫn về. Tôi tìm được con trắng nữa rồi. Tìm mấy con hả? Thôi chị Panda sao tìm một con nào chị kiếm cho chị á chị Panda. Con nào chị cũng muốn xin hết trơn ạ. Em ghét chị thiệt luôn á chị Panda. Đi về thôi. Đi kiếm đồ ăn không phải. Đỏ nè, đỏ. Nè đây con này chị lại đây. Giao từ từ. Để về mấy bạn ơi, để thôi kỳ lân này nó chạy mất. Kỳ lân nha. Chị tìm được con xanh nước biển có yên sẵn. Xanh nước biển có yên sẵn của em à. Của mèo mà. Chị bắt tay của ta để sẵn cho bạn nó tìm được kìa. Sao chị tao xí lụm thôi chị Panda. Ta của ta sẵn vậy cái bạn đó bà tìm được kìa. Bà hèn quánh bà ghê. Rồi dẫn nó về đây giúp em với. Ở đâu đây mình sẽ nghe nó này nó sắp cái bụi cây nè, chị tưởng nó hoang dã. Tại chị thấy có yên sao mà hoang dã. Đâu con có yên đâu rồi. Tránh ra chị Panda. Nè chị cưỡi nó được luôn nè. Chị cưỡi nó về giùm em. Đúng rồi, nó xúc cột dây rồi chị Panda rồi hả sao? Rồi. Mèo. Coi nè mèo. Ông dẫn con gì vậy? Rồi tôi nè. Ông đang đâu có thấy đâu. Dẫn vô nhà rồi nè. Trắng đỏ đi coi trắng đỏ ra màu gì? Trắng đỏ ra gì đây? Trắng đỏ đâu ra gì đâu. Ủa, ra không ra cái tạp chủng vậy hả? Nhưng mà màu xanh với màu trắng thì ra được. Rồi từ để tôi đi tìm con vàng. Để đi tìm con màu vàng đi, đỏ vàng ra được con lửa nè mọi người. Được thì tôi đang đi tìm con vàng nè. Sao mà các bạn ơi, mình đã có kỳ lân rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm táo vàng. Mèo làm ruộng đi mèo. Chiêu chị Panda làm ruộng, đặng trồng lúa mình mua táo vàng. Đâu có, mình lấy hạt giống mình mua. Ok, mình sẽ ra đây mình hy vọng đủ được 2 trái táo mấy bạn ơi. Buổi sau cái hạt giống mới đủ mua. Hạt giống rồi đập cỏ. Cỏ ở trong này đâu phải muốn lấy là lấy đâu không? Nếu mà lấy dễ quá là tôi cũng lấy được rồi. Đâu rồi ta. Được rồi, dứt được cỏ rồi. Nhưng mà cỏ trong này chắc hiếm nữa hạt giống lắm nha. Chắc mấy con đúng để nó ăn giọng hết rồi. Tập nãy giờ có ra cái hạt giống đâu. Kỳ lân trắng ơi là kỳ lân trắng. Thôi khỏi đi mọi người. Thật ra chúng ta có thể đi lục rương của mấy thằng nấm này để chúng ta tìm hạt giống. Quá trời hạt giống trong rương luôn. Mày lấy hạt giống của nó mày bán cho nó luôn nào. Đúng rồi. Tại vì nó hết nhà nó không có chị không có làm hết mà trong rương cũng cả đốc. Chỉ trong rương để chi cho cả đốc. Chỉ đang làm dây cột mấy kỳ lân lại đó. Hình như trời sắp tối rồi đó mọi người ơi. Đây quá trời hạt giống. Giờ mới nè. Tính ra mấy ông này là làm như cho mình đồ luôn á chứ mình đâu cần phải đi tìm gì đâu mọi người. Để trong rương rồi đâu. Để không cho táo vàng đi. Phải chia vậy cho luôn kỳ lân hồng luôn đi chị Panda chứ cần gì nói nữa. Cho luôn ca kỳ lân. Sao bà Panda này bà thích chơi kiểu kỳ cục quá. Ủa cái nhà nấm dễ thương quá. Mốt phải học nghề xây cái nhà nấm giống vậy mới được. Đâu ai biết sao vậy. Bán cho tôi một trái táo vàng đi. 2 trái táo vàng yeah. Có tiền đi chị mua kỳ lân rồi. Ủa có tiền đi cho kỳ lân nó đẻ rồi. Rồi có táo cho kỳ lân ăn. Em đói quá chị Panda ơi. Kỳ lân chị nghe còn đói hơi cưng nữa. Con kỳ lân màu xanh này sao mà nó cứ đứng đằng đó. Phải đem lại đây mới được. Dàm như là mấy con kỳ lân mà nó được hưởng phục rồi nó sẽ không có đẻ. Để bậy. Hái đồ ăn đi. Không phải tôi sợ nó đẻ. Mèo coi tôi bưng con gì về nè mèo. Đâu ông bưng con gì về. Mèo ơi. Kỳ lân màu cục phân. Kỳ lân cục phân. Đỏ ăn đi đỏ ăn cái. Mèo để ăn trắng nó để cái bên con vậy là hồi nó ra con tầm bậy á. Đỏ xanh ăn rồi nhanh nhanh. con kỳ lân Ender liền. Hai trái sao đẻ được? Hai trái sao đẻ bà nội? Em cho con đỏ ăn trái rồi. Bậy bạ mà. Con đỏ với con trắng nè, mèo mèo. Dạ không, không, con đỏ này mày qua mày đẻ với con xanh nè. Chết cha rồi, đi tìm một trái táo vàng nữa, hút cho đồ ăn của đi. Trời ơi, tôi không có đồ ăn, tôi ăn cho mèo đồ ăn. Chị Panda có đồ ăn không cho em đồ ăn? Nè, đập cỏ nè nào. Chết rồi, chết mà. Em chờ ngày mai đi. Ừ, ta tới ngựa ăn cỏ và trong đây thấy tụi mình đi đập cỏ nhiều hơn nữa rồi. Mình ăn cỏ nhiều hơn nó nữa. Con này không phải con ngựa, con này con kỳ lân bởi vì nó ăn táo. Con xanh nó nghĩ thả tim luôn, quỷ đỏ này nó ham ăn mà nó không đẻ. Trời ơi, tức quá, ấm ức quá. Đừng chết tôi nha. Ủa mấy con đây. Tại sao mình phải đi tìm mấy con kỳ lân màu xanh lá cây trong khi trong chuồng nó đứng ở đây hai con này mọi người, nó được cột sẵn luôn mọi người ơi. Trong chuồng đó là của Phốt đem về đó mà. Chuồng của tôi á bà nội. Phải không? Của tôi á, cái chuồng của tôi. Tự nhiên thấy đâu đâu có sẵn không nhà đâu cái dành. Ai biết gì mà sao tự nhiên thấy sao có sẵn đó ta đem về ta để đó không, cái tự nhiên cái nó của ai đâu không mà nhà vô nhận vơ không à. Hổ quanh thỏ này lấy thịt ăn thỏ đây hạt giống không, cho tôi miếng hạt giống với trời dư hạt giống lắm mà không thích cho mày cho ơi. Đi cho đi hạt giống lúc này khó kiếm á. Ủa ai làm gì mà tăng quá chừng hả? Tôi bán là có mấy trăm hạt giống nè. Trời ơi cho nè nó mày biết đâu mà ra nhiều vậy mèo. Đâu hả? Mèo lên nóc nhà này nè mèo. Đâu nè, tôi lục trong cái rương này trên nóc nhà nè. Ôi thần linh ơi, thôi kệ đi, mình phải đi cho hai con này đẻ trước cái đời mấy bạn ơi, đẻ trước tính sao là đây coi. Khổ quá à, háo con kỳ lân gì đâu mà khôn còn hơn cái gì nữa, toàn lửa giữ ăn không à. Kỳ lân nó liền với con trâu á. Ê mọi người, hình như tôi phát hiện rồi, mấy con kỳ lân thuần phục rồi nó đẻ không có được đâu. Sao vậy? Em không biết nữa, nhưng tại sao em cho nó ăn nó không ăn, hay là kỳ lân chưa thuần phục nó không ăn. Ê thì kỳ lân chưa thuần phục nó không ăn đó mèo. Vậy hả? Ừ. Vậy phải cởi nó. Em ơi cho chị xin tí đi em ơi. Rồi tôi thuần phục được con màu trắng rồi, bây giờ tôi thuần phục con màu đỏ. Ủa mấy con này khó chịu quá à. Cho chị cởi tí đi. Kìa kìa con đỏ hả tim không mà kìa, cho tôi con đỏ đi, thuần phục con này hút này khó hư rồi. Gì chắc quất vậy? Chạy nó đi, mình vì sự nghiệp để cứu thế giới kỳ lân thì thôi hiểu không? Chứ không phải là mèo 12 mấy kỳ lân đẹp mà mèo. Đồ giờ này đây, ông dắt giùm tôi con trắng ở chỗ khác đi. Tôi nhìn thấy được cái giả tâm của mèo á. Ở đây, ông dắt con kỳ lân màu trắng ở chỗ khác. Mèo, con màu trắng với màu vàng của tôi mèo. Ôi nó đang còn lửa kìa. Wow, tôi là người đầu tiên con kỳ lân lửa. Wow, chị cho nó ăn giùm cho. Anh đạp chị chết chị Panda ơi. Em giùm đây. Đông quá à, không biết đường nè. Cởi con lửa này lẹ lẹ đi thằng ơi. Bà Panda bắt đầu lấy kỳ lân lửa của tôi nè mèo, coi đã không mèo? Ok, con lửa này chị cho nó ăn giùm cưng. Con lửa này đã đam mê tôi rồi. Ủa đi đâu? Biết đam mê mèo. Cái bà nội lửa này bà đi đâu rồi? Nè hai đứa ơi, thấy táo vàng không? Gì bà nội lửa vậy? Tôi đang dẫn kỳ lân lửa của tôi đi nè mèo. Rồi nè nè, lửa ăn vô, xanh ăn vô. Rồi, chuẩn bị. Để cho chị cho em giùm cho mèo. Ôi, kỳ lân lửa đẹp quá. Chị cho em giùm cho. Đừng chịu ra rồi, em cho nó ăn rồi chị. Rồi kỳ lân lửa của tôi nó đốt rồi. Chung cho chi cho cực khổ. Đâu rồi, đâu rồi. Để tôi dắt con kỳ lân này ra chỗ khác rồi, con kỳ lân lửa không đem đi chỗ khác con ơi. Rồi. Nè baby. Wow, baby của tôi nè. Dễ thương. Chị Panda đi kiếm kỳ lân của chị đi chị Panda. Chị Panda, chị làm đi chị Panda. Chị kiếm nè. Sao bà Panda này á toàn là muốn ăn không chứ không muốn làm ta. Bây giờ em thấy chị chạy đôi tay đối bụng đi không có nổi. Chị chạy lông nhông chị giành kỳ lân với ta không chị Panda ơi. Wow. Chị cho ăn dậm bụng. Dắt kỳ lân tím ở đây cột vô. Bà Panda này phải gian đập quá ta. Ở dạ chị Lân ơi tiếp. Nè chị làm việc thiện không mà cũng đi chị làm việc xấu. Tiếp điểm tìm sim của chị ơi, qua đây đứng nè, nè, mình nhỏ con thì mình qua đây mình chơi với bạn nhỏ bên này bạn ơi. Rồi bà tờ chơi hồi nó thè lửa cái quéo luôn nè nha. Con tím em nè đẹp quá, ra cũng đang thè lửa nè. Chị Hút, tại sao lại quánh con kỳ lân lửa không chị Hút đây? Tôi ghét nó mèo. Tại sao vậy? Cho nó ăn nó chạy đi. Tao cho ăn không chịu ăn mà quánh nó. Đây, ăn gì chị cho ăn giùm cho. Nè ăn rồi nè. Con xanh này giống mày dám mày ăn đồ của con màu tím của tao quá vậy, mày cho khác chơi đi xanh ơi. Vui gì quá à. Tím còn cái cuối thì tím. Đứng đây thôi còn kỳ lân xanh ăn của mày hết tím ơi. Hả chị biết rồi. Ripper chị bên đây chạy đi Ripper con cho nó nổ. Rồi xong. Tím nó ăn con kỳ lân đó luôn rồi. Xếp chút nữa là hả chết ngắt cái con kỳ lân tím của em luôn rồi. Sao đi con lửa hoài vậy? Tại vì em không thích cái chị Panda. Em thích cái con xanh. Chị cho chạy đi à. Con xanh này. Ôi mẹ ơi tôi quên nó xong nó lớn rồi nè mèo. Ông đánh nó xong sao nó bự lên vậy? Tôi không biết. Ông đem Hút ơi, hình như con xanh này đi theo con của nó thì phải, đúng không? Không phải, cầm cái táo á con. Mèo coi nè mèo. Đâu. Wow, Hút cởi được kỳ lân đỏ rồi kìa. Ơi. Quá trời. Tôi đi kiếm chị quýnh giùm cho. Thôi chứ. Kỳ lân của em đem tự quýnh nó được vậy mà. Đi chỗ khác. Ủa ác. Tức cái mình nãy giờ nó giành ăn cái con của em, lớn không nổi nó. Chị thấy không? Con đưa đi kiếm này chị làm giống hồi nãy là lớn hà. Thôi khỏi đi để em đi kiếm hạt giống về mua Hút cho táo vàng Hút đây. Cho con Ủa đâu ra xin hoài bạn? Tại vì ông có kỳ lân rồi dùm cho tôi táo vàng đi. Đây đúng rồi, cho nhiều vô. Kỳ lân ơi, ăn đi mum. Lắc đầu chê, sao quýnh nó mèo. Phải không? Nè coi nè. Chị biết cách làm cho nó lớn. Rồi thôi, ăn đi cho nó ăn đi. Kỳ lân tôi nó bự lên nè. Đó thấy chưa? Đó. Vô. Từ từ. Con xúc rồi chị đi, chị xúc nó qua bển. Coi chừng nó chết bây giờ. Không có chết đâu. Con này hiếm lắm á. Đó, từ từ thôi. Trời ơi, hồi nó không lớn liền bây giờ. Hồi nó không bự lên mà nó chết là em sẽ hận chị, em sẽ hận chị luôn chị này. Trời ơi, ăn đi đi. Từ từ. Thử lên cái coi nè. Thử lên nè. Mấy con kỳ lân này đó, trong cái mùa này gọi là thời kỳ ăn dặm mày hiểu không? Là gặp là phải dặm. Vừa ăn vừa dặm. Ăn dặm. Cái tối này ăn dặm. Bà đang ăn dặm kìa. Ê cô Lâm cho bà Panda ăn dặm kìa mẹo. Ê tôi không có cần lớn. Rồi bà Panda được ăn dặm rồi. Rồi cái ăn dặm của chị Panda. Chị Panda không cần lớn, cô Lâm cho bà lớn rồi. Rồi chứ con này sao mà nó lì với trâu quá. Tới giờ này mới chưa. Trời ơi. Lớn đại lên không? Mẹ đi mấy bà ơi, khổ quá. Con này ai. Trời ơi. Chị Panda đánh vô thôi. Trời ơi. Không vậy chị thấy vậy đó. Ơi, còn kìa. Ủa sao nó còn à? Tôi mới thấy nó té là nó chết mà. Cọp đi. Nó ngu lắm rồi kìa. Em dặm rồi kìa, em dặm. Đó còn lớn chưa? Chưa nữa hả? Trời ơi. Nó lớn rồi kìa. Rồi, gắn yên lên đi. Tao đâu có nghe lời đâu gắn. Còn gì đâu. Rồi nghe lời rồi. Ủa dạ. Ăn đi cho tao ăn vô, cho tao ăn vô. Trời tao khổ quá. Mày có tin là mày ăn dặm nữa không? Cái con kỳ lân đây. Trời ơi. Tích, coi chừng nó bay mất. Nó lớn nữa không? Vậy được rồi. Vậy được rồi chị Panda. Em lại chị. Rồi, phải tiếng kìa. Gắn yên vô. Chết, chị ra đây gắn yên vô. Trời ơi. Rồi, thời kỳ ăn dặm đã hoàn thành rồi đó. Rồi xong, đã qua thời kỳ ăn dặm rồi các bạn ơi. Cởi kỳ lân ra ngoài đi. Bay lên cái coi nè, cho chứng tỏ mình là kỳ lân coi. Wow, quá đã luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, cực khổ chưa? Muốn nuôi con kỳ lân khổ vậy đó, giờ hả? Mình còn phải đi tìm hết mấy loại kỳ lân để mình có thể giải cứu được công chúa kỳ lân nữa mấy bạn. Wow, kỳ lân màu tím của mình nè. Bạn nào thích con kỳ lân màu tím này của mình, các bạn đừng quên hãy like cho Mèo nha. Mọi người ơi, có muốn đi tham quan sương cái lâu đài của nữ hoàng kỳ lân mỹ mạo không mọi người? Tôi không, muốn đi tham quan thử à. Không vô đó coi thử hả? Chị Panda, em phối cho chị con này bự đó chị Panda. Đâu? Mình đi ra đó coi thử coi mấy bạn. Nè, con này chị Panda. Ê, đó, chị Panda ơi. Con kia kìa, con kỳ lân mặt trăng đó chị Panda. Đâu 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 chị Panda, con kỳ lân mặt trăng à. Dơ này. Con này người ta đẹp vậy mà nó dơ này. Con kỳ lân mặt trăng của ta chị chơi dơ này. Tôi phối cho bà ra kỳ lân mặt trăng luôn kìa bà chơi tôi kìa Mèo ơi. Con kỳ lân xanh với kỳ lân trắng của tôi nó quện lao nó ra kỳ lân này nè. Chị bé khiếm có khó tìm mới ra được con này không mà chị chơi nó dơ này chị. Chị thấy nó kỳ lắm. Chị Panda gắn cái yên lên cỡ đỡ đi. Đó. Gắn cái yên nó đi. Vậy mà còn chê đó kỳ lân mặt trăng đó. Nó là cái màu mặt trăng xì nha Mèo. Tại vì nó là cái màu mặt trăng nó mới cũ. Ê mọi người, nó sáng lắm. Bây giờ mình đã có 3 con kỳ lân rồi. Còn kỳ lân của tôi đâu rồi? Kỳ lân ông đứng trong bụi lùm. Nó chui vô bụi lùm thằng này nè. Đó. Nè, đã thấy đi trong cái đó đó. Trong chỗ con mặt trăng nãy á. Đi với kỳ lân chơi thầy. Đó đi thẳng vô. Đâu rồi ta? Ủa đâu rồi? Rồi luôn, tôi phối ra kỳ lân mặt trăng vô đây đó, kỳ lân mặt trời tôi trốn luôn rồi. Nè 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 nè, mặt trời đây, mặt trời đây. Đâu? Mặt trời còn đây đây đây, mặt trời mới nè. Mặt trời kia là của anh. Mặt trời kia vô ở đâu nè, hãy cho nó đây nè. Đó, bây giờ mình sẽ cởi 3 con kỳ lân này lên. Ok, tôi mặt trời, bạn đang mặt trăng, Mèo là kỳ lân em. Ê, mọi người, nó tự đẻ ra con mặt trăng con luôn nè mọi người. Đâu? Tại kỳ lân của chị chưa gì đẻ luôn chị Panda. Đẻ sai vậy. Nó đang đi lông nhông kìa kìa. Rết con nó tại chỗ luôn. Đừng có khè lửa cho con kỳ lân của tôi. Kỳ lân tôi nó không khè lửa Mèo ơi, nó hiền lắm. Đi thôi nào mọi người. Đi không ra đây nè Mèo, ra đây nè Mèo. Ra đây Mèo. Ra đây nè. Cái vòng này nè. Đây cái rừng nó tới thùi vậy, đứng hoài trong rừng. Ra đây nè, đứng đây đúng không? Chạy lên, bay lên. Ôi, nó tự động bay luôn nè mọi người. Chạy vô cái ô rồi ta bay lên nó mới hợp. Phải không? Phải. Vậy vậy cái cửa nó mới mở ra nè hiểu không? À ra vậy. Rồi, chạy vô. Chạy lên, bay lên. Wow, tiếng kêu. Dính dướng rồi. Wow. Chị Panda bị dướng kìa. Trời công nhận kỳ lân mặt trăng của bạn ta phủi y như cái mùi đánh rắm vậy đó Mèo. Thế giới. Cái này cái gì? Lâu đài của công chúa kỳ lân. Con kỳ lân lửa của tôi nó bị chết đuối rồi. Ủa sao nó chèm vậy? Em biết chị Panda luôn. Rồi sao rồi con kỳ lân chân nó bị đâu rồi? Mọi người ơi, nhìn lên cái con kỳ lân nó bay lên. Rồi xong kỳ lân lửa cũng hứa các bạn ơi. Oh my god. Rồi tôi lên được rồi nè. Nhìn lên, nhìn xuống đất con kỳ lân cho kỳ lân bay lên mọi người. Cái này bay thật là ngộ. Đúng rồi, mình phải nhìn vào mông của nó. Từ từ để tôi đáp xuống tôi cho kỳ lân của tôi ăn cái không nó chết đó nào. Ờ đúng rồi, tôi cũng cho kỳ lân tôi ăn tôi tính nói vậy. Đây, lâu đài bị mấy con người heo chiếm đóng nè các bạn. Mình sẽ vô đây mình hãy giành lại cái ngôi vị nữ hoàng kỳ lân của mình. Giữ lấy cái dây giữ nó lại. Rồi ok, xuống đi bấy bì của chị. Đáp xuống. Đó. Trời ơi, thấy nó khôn ghê chưa? Tôi thấy khôn như con heo vậy, kỳ lân lửa của tôi mà nhảy xuống nước lại bị ướt chết nè ơi. Vậy hả? Ừ. Tội nghiệp đúng không? Ngu dữ hả? Kỳ lân của bà Panda rồi. Đang lên nè. Đó đâu vậy ta? Bà đang lên nè mà tôi cảm giác như nó còn xa lắm nè ơi. Bé nữa rồi. Ê kỳ lân, vô đây chị cho em ăn táo vàng. Đây đứng yên đây. Chị cho em ăn táo vàng, chị đang nãy chị quỳ lại em vô đây giùm chị em ơi. Có táo vàng trong này nè em ơi. Trời ơi, cho nó ăn mà nó không ăn mà tôi ăn không là không biết cỡ nào tôi nói. Tay bà Panda dạ bà lấy kỳ lân bà bay lên kìa. Ủa? Chứ em mượn cưng làm cho chị con này chi đó chứ nó không thích rồi. Không thích con đó. Đi vô đây đi vô tích đi lửa gì màu gì mà màu đen đọt chuối thì thế ơi. Nó làm với chị vô đây. Ba con kỳ lân. Ê, chuẩn bị tấn công của chúng ta. mình kìa. Mày không được đánh kỳ lân của tao, mày chỉ được quyền đánh kỳ lân. Vô đánh cái bi đi con. Vô. Kỳ lân mà đánh được Kim Bi thì con nữ hoàng kỳ lân đâu có chết rồi chị Panda. Ồ vậy hả? Con kỳ lân của tôi nó no rồi, mọi người nó không có đói. Vậy bây giờ kỳ lân chạy lên nó nhường cho chị ăn không mà. Nó không ăn bây giờ chăng hả? Ok. Bởi vậy lần này á là chúng ta vừa vô đã tìm được 3 loài kỳ lân, là kỳ lân lửa, là kỳ lân mặt trời chứ đúng không? Đúng rồi, kỳ lân mặt trời. Kỳ lân mặt trời nè, còn con của chị Panda kỳ lân mặt trăng nè, còn mình là kỳ lân Ender nè mấy bạn. Đây. Còn chị thì là mặt ngọc nha. Chị Panda thấy với mọi người thấy kỳ lân là đẹp nhất comment phía dưới chị Panda. Kỳ lân là đẹp nhất thì bạn hãy comment phía dưới nha. Bạn nào comment của kỳ lân của mình thì mình sẽ thả tim cho bạn. Tôi thấy kỳ lân của chị Panda là đẹp nhất. Ok. Đúng rồi. Đam mê kỳ lân thì các bạn đừng quên thả like, subscribe cho mẹ cái tim Mèo nha. Tập sau tụi mình sẽ cố gắng đi tìm được nữ hoàng kỳ lân để mình giải cứu thế giới kỳ lân. Thôi mọi người ơi. Sao kỳ lân chị Panda đen thùi vậy thấy ớn. Nó bị dơ thôi hiểu không? Ok bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của Mèo nha. Bye bye. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.